Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh DRT. Trong chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay, chúng tôi tiếp tục cập nhật diễn biến những vụ việc vừa xảy ra trong 24 giờ qua. Hai phụ nữ tử vong ở hồ thủy lợi. 5 dự án kết nối Đắk Lắk với các tỉnh được đề xuất đầu tư. Esup chủ động chống giặc lửa cho rừng. Khởi nghiệp từ việc chế tạo máy gieo hạt đa năng. Gia tăng đột quỵ ở người trẻ. Kiến thức cuộc sống, giá trị của cây nhàu. Vào khoảng 17 giờ chiều qua ngày 21 tháng 3, người dân phát hiện có hai người phụ nữ tử vong trong hồ thủy lợi Phú Xuân giáp với thôn Bình Minh, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Bước đầu đã xác định được hai nạn nhân là bà Hờ Rin Mờ Lô, sinh năm 1958 và bà Hờ Ri Nie, sinh năm 1988, đều cư trú tại thôn 3, xã E Đà Rông, thị xã Buôn Hồ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một 150 xe máy kéo của các hộ dân trên địa bàn xã Chư Ni, huyện Eka vừa được công an huyện Eka tổ chức dán đề can phản quang vào sáng nay 22 tháng 3. Thực tế cho thấy xe máy kéo nhỏ là phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao để xảy ra các vụ tai nạn giao thông bởi nhiều xe không được trang bị đèn chiếu sáng, hệ thống đèn báo hiệu. Vì vậy vào ban đêm rất dễ gây tai nạn cho người và phương tiện khác khi tham gia giao thông. Bên cạnh việc tổ chức dán đề can, lực lượng công an cũng tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người điều khiển loại phương tiện này. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết từ nay đến cuối năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tiếp tục tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường bộ hiện nay là nồng độ cồn, ma túy, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Việc kiểm tra xử lý vi phạm theo các chuyên đề sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tổng cục Thuế vừa cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Bảo hiểm xã hội về việc thực hiện quy trình trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư và Cơ sở Dữ liệu Quản lý Thuế. Việc sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý thuế nói riêng và công tác quản lý nhà nước nói chung. Đồng thời, công dân có thể sử dụng mã số định danh để tra cứu thông tin công dân trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể thay thế căn cước công dân, hộ chiếu, và đặc biệt là có thể thay thế cho mã số thuế cá nhân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế. Việc sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục. Theo thỏa thuận hợp tác tham mưu kết nối liên kết vùng giữa các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải Trung Bộ, tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh sẽ tham mưu đề xuất chính phủ và các bộ ngành ưu tiên đầu tư xây dựng 5 dự án kết nối giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh. Cụ thể gồm dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối vùng Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk và Asunba, tỉnh Gia Lai, dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối vùng Madrak, Đắk Lắk với quốc lộ 29 gần giáp sông Hinh, tỉnh Phú Yên, dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối vùng Lắc, tỉnh Đắk Lắk và Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, dự án đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông với huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk có diện tích rừng lớn, mùa khô khá khắc nghiệt nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Và để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng, các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Vâng, và tại huyện Esup, một trong những địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, thì các chủ rừng cũng đã xây dựng và thực hiện nghiêm các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Esup có hơn 147.500 hecta rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Ngay từ đầu mùa khô, huyện Esup đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng từ cấp huyện đến các thôn buôn, đồng thời chuẩn bị tốt các phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ, tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời chỉ đạo ban chỉ huy quân sự, công an, hạt kiểm lâm huyện và các đơn vị liên quan phải tổ chức trực ban, bố trí lực lượng để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh về cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nâng cao ý thức bảo vệ rừng.
Hạt Kiểm Lâm cũng đã chỉ đạo cho Kiểm Lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương xã thực hiện công tác tuyên truyền đối với người dân để thực hiện tốt cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng, nâng cao cái ý thức người dân để mà nắm được và biết được thời điểm nào là cần phải thực hiện những các biện pháp phòng cháy, không để xảy ra những vụ cháy rừng đáng tiếc gây hậu quả nghiêm trọng đối với tài nguyên rừng. Có anh em trực cháy là 24/24, tức là bây giờ là cứ sáng là có các bình chống cháy và có các cái bình di động trong người, tức là mỗi người một cái bình trên người, và có xe cơ giới, để có 3 xe để phục vụ để chở nước và tiếp viện. Thế còn các những cái điểm mà của chúng tôi là đều có nước hết, để tạo ví dụ như là nó có cháy ở đâu thì chúng tôi có thể xử lý kịp thời, nhanh gọn. Huyện Ea Súp có 3 khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Cụ thể, khu vực 1 có hơn 32.800 hecta thuộc các xã Ea Lơi, Ea Lốp, Ea Róc và Chư Cờ Bang. Khu vực 2 có hơn 38.500 hecta rừng thuộc các xã ERV, Ea Bung và Gia Tờ Mốt. Và khu vực 3 với gần 960 hecta rừng có nguy cơ cháy cao thuộc xã Ea Lê, Chư Mờ Lan và thị trấn Ea Súp. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, những người trồng dưa hấu đang đứng ngồi không yên trên những ruộng dưa hấu chín rộ bởi giá dưa hấu giảm mạnh. Hiện tại các thương lái mua dưa hấu tại ruộng chỉ từ 3 đến 4.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí đầu tư, người trồng dưa không có lãi. Còn đối với những hộ phải đi thuê đất để trồng sẽ bị thua lỗ. Năm 2023 thì thị trường dưa hấu của nước thì là cái hệ thống giá nó rất là ổn định. Như qua năm 2024, mặc dù năm nay là chín ngặt nhưng mà giá cả rất bất ổn. Giá thị trường hiện nay là chỉ mua trong dân từ 3.500 cho tới 4.000 là dưa hấu. Thị trường xuất khẩu là chúng ta cậy nhờ vào Trung Quốc hết. Mà bây giờ thì giá tiểu thương chỉ cho có vậy thôi. Theo các chủ vườn, dù đang trong mùa nắng nhưng sức tiêu thụ dưa hấu chậm, người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, bên cạnh đó lại phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Mặc dù vậy, đối với nhiều người, nghề trồng dưa hấu đã gắn bó nhiều năm. Chúng làm lâu rồi, giờ nó thành một cái nghề rồi, bỏ không được. Hiện nay ngoài dưa hấu trên thị trường còn có nhiều loại trái cây khác giá cũng giảm mạnh như cam sành, bưởi da xanh, mít. Trong khi chi phí sản xuất đầu vào lại tăng cao khiến nông dân càng gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, được trực tiếp tiếp xúc với một số công nghệ tiên tiến của nước ngoài, anh Trần Văn Hảo quyết định về quê khởi nghiệp với mong muốn giúp nông dân giải phóng bớt sức người, tăng năng suất lao động nhưng phù hợp với điều kiện kinh tế của từng nông hộ hoặc hợp tác xã. Anh Hảo đã chế tạo ra máy gieo hạt đa năng. Từ chiếc máy gieo hạt đa năng đã giúp anh Hảo khởi nghiệp thành công và được vinh danh sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Nếu như trước đây để gieo xong 1 hecta bắp, gia đình ông Nguyễn Trọng ở xã E Quang, huyện Krông Pách phải cần ít nhất 10 nhân công tích cực làm trong một ngày. Tuy nhiên hơn 1 năm trở lại đây, ông chỉ cần 1 nhân công vận hành chiếc máy gieo hạt đa năng trong vòng 3 giờ là đã xong toàn bộ. Chiếc máy này do chính thanh niên trẻ Trần Văn Hảo, người cùng huyện với gia đình ông chế tạo. 1 hecta cho tỉa đậu phụng là cũng cỡ 15 người nhân công. Mà bây giờ mình mua cái máy này thì mình chỉ cần một buổi thôi là có thể là mình làm được 1 hecta. Nói chung là bây giờ nhân công nó cũng khó, nhưng mình mua cái máy này thì nói chung là làm nó cũng hiệu quả. Chiếc máy có thể thay thế nhiều sức lao động của nông dân từ rạch hàng, bón phân, gieo hạt đến lấp đất một cách nhanh chóng, tiện lợi, với tỷ lệ hạt giống nảy mầm đạt tới hơn 90%. Đặc biệt, máy không chỉ dùng cho các loại hạt mà còn có thể áp dụng với các loại củ như gừng, nghệ, khoai tây. Công trình nghiên cứu này cũng đã được vinh danh trao giải nhì trong Hội thi Sáng kiến Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8. Khi mà đã bắt đầu làm thì cũng không nghĩ là mình sẽ được giải như này. Nhưng mà sau khi mà được giải thì mình cũng biết là cái công sức mình bỏ ra và cái hiệu quả công việc mà cái máy đem lại thì được bà con cũng được như là những cơ quan nhà nước là công nhận. Đây là một cái động lực để tôi tiếp tục cố gắng để đưa ra những cái sản phẩm mới hữu ích hơn cho bà con. Đến nay anh Hảo còn sáng chế ra nhiều sản phẩm khác để phục vụ nông dân như máy thu hoạch, máy bón phân, máy trồng rau củ quả, máy chế biến thực phẩm nông sản.
Từ năm 2017 đến nay, xưởng cơ khí của anh đã cung cấp khoảng 1.000 máy móc nông nghiệp lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, doanh thu hàng năm đạt 2 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 8 lao động tại địa phương với mức lương từ 8 triệu đến 12 triệu đồng một người. Thưa quý vị và các bạn, thống kê cho thấy mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 bệnh nhân bị đột quỵ và số lượng bệnh nhân trẻ tuổi dưới 40 tuổi mắc đột quỵ tăng từ 20 đến 25%. Vâng, một trong những nguyên nhân dẫn tới đột quỵ của giới trẻ ngày càng tăng là do hay bị căng thẳng thức khuya, tắm muộn, lười vận động và hay thường xuyên ăn đồ nhiều dầu mỡ v.v. Và trong số những người nhập viện thì có tới 76% người bệnh nhập viện muộn sau 6 giờ khởi phát của bệnh và để lại nhiều di chứng nặng nề. Trước đây thỉnh thoảng có những cơn đau đầu nhưng vì chủ quan, nhà lại cách xa bệnh viện tỉnh gần cả 100 km nên người đàn ông 40 tuổi này không đi thăm khám. Ông không ngờ rằng giờ đây mình phải rơi vào tình trạng liệt nửa người và không thể giao tiếp bởi vì căn bệnh đột quỵ. Anh trai là Lan Phong là đang đi chặt cây xong thấy chóng mặt đau đầu ngồi xuống, chạy nước miếng ra xong từ đó là nói không được với lại liệt đi một bên phải. Là xuống bệnh viện vùng điều trị xong khoảng gần được một tuần là đưa lên đây để châm cứu. Nhập viện được hơn một tháng cũng với di chứng liệt nửa người, bệnh nhân này đã có thể giao tiếp và đi lại. Những căn bệnh đột quỵ vừa qua khiến anh không thể chủ quan với sức khỏe của mình. Tôi bị tai biến, khi tai biến tôi ở làm ruộng thì phát hiện là lê tê liệt một bên tay chân này là không được, tôi bỏ đi vào bờ là có người dìu về đưa cứu kịp thời tôi mới chữa được. Đột quỵ đang là một cái vấn đề của khiếm khuyết của thần kinh, thì đặc biệt nhất bây giờ là gia tăng ở giới trẻ rất là nhiều. Nó có rất là nhiều nguyên nhân, đặc biệt nhất là những cái yếu tố như stress tâm lý rất là cao. Và khi nếu mà cái đột quỵ đó nó dẫn đến một số các cái di chứng sau này, như là có thể là vĩnh viễn bệnh nhân bị di chứng ở tai biến mạch não và khó hồi phục. Chính vì vậy, tất cả cái yếu tố mà nó dẫn đến đột quỵ thì ta phải loại bỏ. Cho nên khi bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện, chúng tôi thì ngoài những chăm sóc thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân một cái chế độ ăn và tất cả những loại bỏ những cái yếu tố nguy cơ thì để tránh những cái di chứng sau này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại thì đa số mọi người bị cuốn vào công việc, khó tránh khỏi sự căng thẳng cũng như là thay đổi nếp sống, sinh hoạt, ăn uống làm gia tăng nguy cơ bị đột quỵ. Vâng, đúng vậy. Bệnh đột quỵ rất nguy hiểm và nó có thể đến bất cứ lúc nào, dẫn đến các ca tử vong hoặc để lại hậu quả nặng nề. Việc số bệnh nhân trẻ tuổi mắc đột quỵ gia tăng là đáng báo động. Vâng, thiết nghĩ thì dù công việc bận rộn, mọi người cũng cần chú ý hơn đến nếp sống sinh hoạt và theo dõi sức khỏe định kỳ. Thưa quý vị và các bạn, cây nhàu thuộc họ cà phê mọc khá nhiều ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên nước ta. Từ lâu nhiều tài liệu khoa học về cây nhàu đã được công bố, đã cho thấy là có những công dụng hữu ích cho sức khỏe con người. Từ những giá trị mà cây nhàu mang lại và cách chế biến cũng đơn giản nên nhiều hộ dân đã trồng để sử dụng cho bản thân và cung cấp ra thị trường, mang lại nguồn thu đáng kể. Trong mục Kiến thức cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tư vấn của Lương Y Nguyễn Văn Tánh, Hội Đông Y Đắk Lắk về giá trị của cây nhàu. Đây là đây cái trái nhàu. Dân gian mình từ xưa là họ dùng cái cây này rất là nhiều. Tác dụng của nó là phá huyết và đặc biệt của nó là điều trị bệnh xương khớp. Đây, nhưng mà ngày xưa đó là theo cái kiểu gia truyền đồ truyền miệng thì bây giờ khoa học người ta chứng minh rằng này nó rất là ưu điểm về bệnh xương khớp. Mà đặc điểm của nó là phá huyết nhiều, cho bà con dùng là thận trọng. Những người đàn bà phụ nữ có thai thì không nên dùng, nó sẽ phá thai. Cái thứ hai á, nói gì như các bác nông dân cái lại dùng cái tiên rất là cao. Nhưng mà cái thời gian đó thì ít ra anh trồng cái cây này phải 3 năm mới có trái. Trái dưới chưa có. Chứ bà con đó an tâm, nếu bây giờ bà trồng trật ra nhiều thì có nhiều nguồn thu. Cái trái nhàu này ta có thể là ngâm nguyên trái này vô rượu uống. Và có thể ta làm như thế này để ta sấy khô. Và có thể là ta làm viên để ta dùng. Cho nên cái tác dụng nó rất là đa dạng và rất là dễ dùng. Cho nên nếu bà con nào mà có cái đam mê mà trồng những cái dược liệu thì cây nhàu đây là một những loại thần dược. Và đặc điểm nhất á, nếu mà bà con chú ý là Đông Y nó rất nặng về cái tính âm dương, tức là cái tính của trời đất. Ví dụ cái trái này mà hái trên cây thì nó không bằng là khi rụng xuống đất. Rụng xuống đất thứ nhất là nó đã chín, thứ nhì là khi nó nằm dưới đất á, thì nó hút được cái khí âm dương của trời đất thì cái tính dược của nó cao hơn. Cho bà con chú ý vậy.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.